hết đi được rồi. Đường dơ lắm, đi bộ, đi bộ. Anh kia rồi, đi trước đi, chỉ đường thế nào. Leo xem ra đây. Rồi đi đi. Ây da. Chết luôn à. Nếu mà em ngang dưới đó ngày này anh múc thêm bùn đến đổ cho em cho nó đều luôn. Ôi trời ơi trời trời. Dạ đứa đâu? Kìa, kìa tới. Đâu? Đẹp quá mọi người ơi. Ở đây đẹp ghê luôn á chị. Ông thế ghê, ông chạy kìa. Đây là nhà của em bé hay sao anh? Ờ. Ô, tội nghiệp vậy. Thôi ở ngoài đây cho sáng sủa anh ơi. À, tội dữ ta. Thế anh là gì? Ý là anh là như thế nào? Ba. Rồi xong rồi bố trước bà ấy rồi. Da nó còn. Mẹ nó chết ở bệnh viên nào? Bệnh viên Quang. Ủa nhưng mà chết sao? Mẹ bị sao chết? Bị não. À để em bé xong rồi bị não luôn. Chết hay là chết sau bao lâu? Chết ngay hay là 29 tháng? Tháng 11. Bây giờ em cha, bây giờ em ai nuôi? À, cho bú uống như thế nào? Uống sữa là sữa ngoài. Sữa bột. Kêu đã kêu. Ai cho? Trong này có ai cho không hay là chị? Em mấy đứa con rồi? Đứa vào đầu trên tay, gái đâu? À, em có hay uống rượu không? Không. Rồi. Ô lạc. Bây giờ như thế này nghe. Ô lạc. Nhân cái tiện đó, đoàn của chị Hồ Bích Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị đi về Quảng Ngãi mình ấy là hỗ trợ cho đồng bào địa phương mà bị ảnh hưởng nhà cửa, bị mất nhà cửa do bão số 9. Thì anh là trưởng nhóm thiện nguyện có giới thiệu cho bạn Hồ Bích Trâm biết về hoàn cảnh của em, về con em. Cho nên là anh dẫn bạn Hồ Bích Trâm đến thăm con em một tí nhé. Rồi có gì đó bạn Hồ Bích Trâm sẽ có ý kiến với em nhé. Nghe hồi nãy em nghe thế này em chạy ra. Không. Nghe hỗ trợ là chạy bộ ra ngoài là. Không có cái kia đi chợ. À đi xuống chợ nghe hỗ trợ chạy về. À mình làm công việc gì? Hả? Không làm việc gì à? Làm đương làm chảy đúng không? Không có công việc. À không có công việc ổn định, ai kêu gì làm đó. Đúng không? Rồi vợ mất là được một tháng mấy hả? Ngày 29 tháng 11. 29 tháng 11. Hôm nay là 10 năm. 29 tháng 10. 29 tháng 10. 29 tháng 10. Hôm nay mùng 5 tháng 11. Như vậy là hơn tháng chứ. 29 nay 10 năm mà. 16 ngày.
17 ngày. Thế giờ mất buồn không? Buồn hả? Thế bây giờ vợ nuôi con là mình nuôi bằng cái gì? Thế là sữa sữa người ta cho hả? À mua. Rồi bây giờ đi làm nương làm rẫy rồi không có đủ thu nhập rồi mình mua bằng cách nào? Phải đi làm thêm gì chứ? Thôi được rồi, bây giờ như thế này nha, ai cũng làm cha làm mẹ đúng không, trách nhiệm về nuôi con ấy thì ai cũng thương cả. Bây giờ có con ở hoàn cảnh không may vợ bị mất như vậy thì cũng là cái số, thì bây giờ còn lại mình ấy, còn có sự an ủi của đứa con đúng không, ai cũng buồn hết. Thôi bây giờ cố gắng nha, lo cho con, mình có làm gì đó là cũng đều vinh quang hết, đi hái cau hay là cuốc đất gì đó rồi dành dụm cái tiền nó về rồi ưu tiên để nuôi con mình em hề, rồi tranh thủ các cái nhà mạnh thường quân là cho được cái gì thì mình dành cái đó là để ưu tiên cho con mình em nhé. Nói chung là bây giờ mình phải cố gắng để mình lo cho con, mình không có uống rượu nè, rồi mình phải cố gắng làm nhiều hơn, bình thường mình làm 10 bây giờ mình phải làm gấp đôi hơn nữa để mình lo cho con ha. Tội nghiệp quá à. Không có em bé cưng lắm luôn nè, con có em bé nè rồi thương không cũng vất vả đấy chứ em bé giống ba. Em bé giống ba, em bé xinh nè. Xinh nó tội ha. Chấp nó. Nhỏ lên. Coi cụ cậy nè, cụ vậy rồi. Nói chung á là bây giờ em cũng có nhiều hoàn cảnh của mình á. Em nói anh hiểu đúng không? Nói chung là hoàn cảnh của mình cũng rất là khó khăn. Vợ thì mới mất đó, mà con em bé thì còn nhỏ như thế này á. Thứ nhất á là em bé là không có được uống sữa mẹ, đó là một cái điều thiệt thòi của bé đó. Mà bây giờ bé lại không có mẹ nữa, cho nên là bây giờ em cũng không có biết làm cái gì ngoài là bây giờ hỗ trợ cho mình chục ít để mình mua sữa cho bé, rồi sau đó là hy vọng là sau này mà nếu như có nhiều mạnh thường quân hơn người ta về đây thì cũng mong là anh sẽ hỗ trợ thêm cho nhà ha. Nhưng nói chung là mình cũng phải cố gắng mình làm việc rồi mình lo kiếm tiền mình lo cho con nữa nha, tại vì nuôi một đứa nhỏ thì nó còn sự lâu dài nữa chứ không phải là ngày một ngày hai, nuôi nó lớn lên được nó ăn nó học nữa. Thế bây giờ cho em Trâm nè, Trâm nói nè, bây giờ cho em ông về Sài Gòn nhá, cho mang nuôi cho không? Không cho đúng không? Không cho em đem con về em chăm sóc cho lớn rồi em đem về cho anh chịu không? Không à? Dắt nó làm ca sĩ, làm diễn viên luôn, diễn viên điện ảnh luôn. Em cho em chăm sóc cho lớn đi, khoảng 5 tuổi đi, 5-6 tuổi biết nói rồi cái em dẫn về chịu không? Hả? Chịu không? Không à, con mình đúng không? Con mình nuôi mình lo đúng không? Mình máu mủ á. Mình máu mủ á. Nó dù là có đói có nghèo gì đó mình cũng phải đúng không? Anh người đồng bào dân tộc thiểu số đó, ở đây là dân tộc thiểu số hết. Ông con nghe. Rồi để bạn Bích Trâm là hỗ trợ ít nhiều gì đó. Rồi để mua sữa cho con nghe. Vừa rồi anh có đề nghị văn phòng tầm nhìn thế giới á, người ta sẽ có hứa hỗ trợ sữa cho em bé, nhưng giờ họ đang duyệt hồ sơ nghe. Nói chung là nếu mà em về Sài Gòn mà em xin được tài trợ sữa cho bé thì em sẽ liên hệ với lại anh Thế, xong rồi anh Thế sẽ gọi sữa cho mình nha, để em xin thêm sữa cho bé ha. Chứ còn bây giờ mình cũng không thể nào mà phụ thuộc hoài mạnh thường quân, biết đâu được người ta đâu có thể nào giúp mình hoài được. Bây giờ em sẽ tìm một cái nhà tài trợ ở đó mà để tài trợ sữa ha. Có được đến đâu hay đến đó. Dạ, đến đâu hay đến đó. Còn cái tiền này là tiền của mạnh thường quân. Thì bây giờ là em á là ủng hộ cho trường hợp của mình là 3 triệu. Đây là tiền của mạnh thường quân. Còn tiền của riêng em là em cho thêm bé 2 triệu. Cái này là tiền của riêng em nha. Tại vì tiền của mạnh thường quân là em còn phát chia cho nhiều nhà nữa, nhà bị sập này kia nữa. Cho nên là cái này là tiền riêng của em, cho bé thêm 2 triệu nữa. Là tổng cộng là mình 5 triệu. Mình em này làm nói không có buồn, nhưng mà ở trên đây là hay uống rượu, không uống rượu nha, không uống rượu, để mình để tiền mình lo cho con mình, con còn nhỏ lắm nha, hiểu không? Ok không? Ok. Hứa nghe. Uống rượu. Uống rượu. Bắt tay thì cái này, rồi đưa đây bắt tay bạn Trâm cái này. Hứa đi. Uống rượu là không xin sữa cho em bé đâu nha. Hứa nha. Thôi nghe, bây giờ thời gian nó có hạn, phải có lẽ là anh Thế sẽ còn gặp em còn nhiều dịp khác nghe. Thì ở đây chắc em biết anh chứ đúng không? Rồi thôi thì ở đây là anh sẽ theo dõi. Thì các việc thì thôi, con cái mà nó bị nó thiếu cái tình thương của mẹ thì đó là cũng là một cái tội rất rất lớn, cái tổn thương của em, thì bây giờ cha bù đắp cho em nha. Dành hết cho con. Ông muốn được là tôi lên đây tôi ôm bé đi Sài Gòn đó. Được chưa?
đấy nha. Cấp tiền vô cho cẩn thận nha. Rồi sao bắn em vậy đó, có nóng không ta? Biết chị biết em không? Chị biết con thế đúng không? Thầy thoáng em thấy lên đây. Ngày mai con nha. Mai mốt lớn rồi có dịp về thăm nha. Ngủ ngon rồi. Đi. Thôi thôi nói chứ cố gắng nha. Này là em chia sẻ với mình một phần nào thôi à. Dạ sao khóc vậy á? Để ủng hộ cho ở đây thương bé thì ở đây chăm lo cho bé phụ em bé nha. Trời ơi tội biết mà, nó cứ cố gắng nha anh, cố gắng nha. Nói chung là vợ mất thì em biết là cũng buồn á, nhưng mà bây giờ mình có con thì mình phải cố gắng mình vững mạnh tinh thần để mình lo cho con nha. Rồi bắt tay cái đi về nè, em về nha. Rồi em về luôn nha. Bye bye. À, bây giờ mình đi tới hoàn cảnh khác nha mọi người. Hy vọng là khi mà Mạnh Thường Quân coi được cái clip này thì Mạnh Thường Quân sẽ ủng hộ thêm tiền hoặc là như thế nào đó để Trâm gửi về cho anh để mà mua thêm sữa cho bé. Chung là bé là lúc mới đẻ ra được một tháng là mẹ mất rồi, tại vì bị não, cho nên là cũng rất là tội. Cảm ơn mọi người ạ. Sơn Dung đây là có hai hộ nằm trong danh sách anh gửi cho em là bị sập nhà hoàn toàn, là cũng nhận ở đây luôn. Thứ ba nữa là có hai hộ mà mới phát sinh nhé, là một cái người mới chết trôi bữa trước đó. Đây đúng rồi. Với con bé là anh ở đây luôn. Sau đó là lấy sạch chiều phòng đâu ta? Dũ qua lấy sạch chiều phòng rồi qua để chị lấy. Sau đó là còn tí nữa. Tí nữa còn thời gian đấy, cái thăm cái ông đây trước, ông nằm liệt giường từ nhỏ, từ lâu lắm rồi, ông bị người ta biến, nhà nó cũng khổ. Tôi có vào đây thăm ông đây tí cũng được này, ông liệt giường lâu lắm, mà nhóm của bọn anh ấy là hỗ trợ 6 tháng từ đầu năm giờ gạo đó. Nói chung là thằng Khánh cũng đáng thương đó, thì Vân Vô quá. Thằng Vô ở đâu nha? Đây này chị này, Vân Khánh Vô. Thằng Vô là sao, để mình ba đó. Ba nó bờ liệt, ba nó bờ liệt. Mình về nhóm hỗ trợ gạo hàng tháng đó. Này nhóm này là... không, ông đây thì bị liệt giường, nhưng mà nằm liệt giường bị tai biến lâu rồi. Mà gia đình này sao, ở với ai? Có vợ, nhưng mà nhà hoàn cảnh rất là khổ. Con đi học. Có chân đà cực dê. Nhà nó ở đâu? Nhà nó ở đâu? À bò hả? Xuống hỏi trường hợp đó cho anh nghe phải. Nó cái gì á? Cực dê nó tròn tròn. Cái này là bò. Cái này là bò. Đây đây em. Thế. Kia không có ai trong nhà mà hả bố đây. Đây nằm đây thay. Thôi thôi thôi, không phải lẻ, không phải lẻ. Nhà khó cả, nhà khó cả. Không, con đẻ. Cho. Chào anh. Anh phiên dịch chồng cái chị Thoa ơi. Đi vào phiên dịch chồng em với. Nhà không có ai nhà. Đây đâu có mạng đâu. Em ngồi xuống đi. Dạ cho em xíu. Chú đây là chú bị tai biến nằm liệt giường lâu lắm rồi. Ủa nhà đâu con thằng cô nhỏ đâu. Thằng, có nhà có bà vợ, nhưng mà bà qua đây em, qua đây em. Nhà thì có bà vợ, nhưng mà bà vợ ơi thì nói chung là không có sức lao động, trong khi là có mấy đứa con, mà ông đây là lao động chính nhưng mà bị tai biến xong rồi nằm liệt giường rất nhiều năm rồi. Tay chân là bây giờ ấy hết rồi, đi không có được đâu. Bây giờ là không ngồi được luôn. Là bây giờ chỉ có nằm như thế này. Thế là cô nói là Nguyệt phiên dịch tiếng nói tiếng đồng bào. Chị Hoa ơi, chị vây phiên dịch tiếng đồng bào giùm em xíu. Nghe được. Em nên em hỗ trợ gạo 6 tháng mà em biết mà. Ông của chú là đi hái cao thuê cho người ta. Vừa đi học mà vừa đi hái cao. Một lần đi hái thuê giờ được bao nhiêu tiền ta? Chắc hái cả ngày ấy, họ cho được mấy cái lớp hai này, mấy chục. Thì cô ngang là y là diễn viên nè, ở thành phố Hồ Chí Minh, tên là Hồ Bích Trâm, đó là top ta huyện mình
ghé thăm một số hộ là bị thiệt hại lũ lụt trong cái cơn bão số 6, số 9, số 12 vừa qua. Thì nhân tiện đó thì nghe nói là ghê là ai mà teo u giả là nông cắt lé, cho nên là Hồ Bích Trâm ghé thăm thăm hỏi động viên, thì cũng mong rằng em là cố gắng nha. Rồi con đâu, thằng cu đâu, thằng cu mà học lớp 2 đó mà làm nuôi đó đâu rồi, thằng cu đâu, sống nó đi leo cao cu khơi đi làm rồi hả? Cũng nói tiếng được tiếng mất hết đi chứ. Nguyệt con gái nè, cô đây cô đây phiên dịch. Dạ thôi nói chung là mình cũng biết hoàn cảnh vậy rồi, mình cũng tranh thủ á anh. Nói chung là bây giờ em cũng của ít đồng nhiều thôi, mình có nhiều mình ủng hộ cho anh để anh uống thuốc thôi. Rồi. Mình còn đi nhiều hoàn cảnh lắm, với lại mình còn đóng máy dung nữa. Cho nên mình cũng tranh thủ. Chứ giờ chờ biên dịch nữa là chắc tới me luôn quá. Đúng rồi, thôi bấy nhiêu là được rồi, ông hiểu rồi đó. Ông dạ. Biết á là coi như là chú hiểu rồi đúng không? Thôi hiểu không? Trong này cho thăm chú mới nhiều lần rồi mà đúng không? Thằng Thắng dạ. Gặp lên đây. Nói chung là em cũng không có nhiều, cho nên là bây giờ mình chia sẻ mình ủng hộ cho anh 2 triệu nha. Đây. Đây là người hỗ trợ cho ỷ nè. 2 triệu để ý mà ô thuốc nghe trước uống trước ô thuốc để uống trước nó uống dược nha, cá cắt lé chứ không có được coi như là ô lạc ô lạc nha. Nói con vậy á, ô lạc là gì chị? Ô lạc uống rượu đó. Uống rượu à nha. Đúng. Đây đúng. Không ai đừng có đưa không, ba không phải vợ đâu, vợ này chị nói ổng mơ đưa kìa cho vợ đó uống rượu á chị. Thôi không, ông đâu nằm một chỗ mà uống gì làm đi nè, nói nè, bỏ tiền ở trong này về đưa cho thằng con trai ăn cho con á, ha rớt cá rồi ha rớt thuốc cho ghê ố nghe, ghê u ăn cà bô nghe chưa, được không? Được không? Rút tiền gai rút tiền cái này lại luôn rồi gai lại u ăn cà bô, bà con là biết đúng không, biết rồi để nói cho họ nghe nhé. U ăn cà bô. Chị ơi, chị này chị nói vợ ảnh lấy tiền trong túi nha. U ăn cà bô ăn con rồi rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nghe, chúc anh nhiều sức khỏe nghe, không cho ai hết, cho đưa cho con trai thôi. Dạ rồi, rồi bây giờ cái nhà cái con bé chết đây rồi, hai cái hộ ấy rồi này, hai cái hộ nước trôi đó rồi, con đi chi hai cái hộ nhà mà mấy ở đây luôn, rất là đáng thương. Do vậy còn đây là hai nhà đây á, là có danh sách mà anh gửi cho em, nó là vì là bị nhà bị cơn bão suối là vùi dập. Bây giờ là em hỗ trợ cho nhà mình là 3 triệu nha chị. Bây giờ em phải không, em không vô được cũng nơi ít nhiều gì cũng nên bây giờ là em muốn hộ mình 3 triệu nha, mỗi nhà 3 triệu ạ. Mua tôn mua đồ rồi sửa lại cái nhà. Dạ đúng rồi, cái này mình hỗ trợ thôi ạ. Cái này của ít đồng nhiều nha. Đúng rồi này, đúng rồi này. Dạ. Tâm chụp với anh Tâm Hình thì chị Khoa đứng vào chụp Tâm Hình. Dạ, đây là nhà mình bị sập hoàn toàn, với lại có người thân mới mất cơ. Chụp giùm Tâm Hình với. Đây này, cái số tiền đây đó là về đó là anh lo cái mai táng cho cha anh đó. À chưa mai táng luôn à? Mai táng rồi nhưng mà ý là bây giờ là về cái phong tục người đồng bào đây là cũng phải này kia với xóm với làng một xíu. Thì để sử dụng số tiền nó vào đúng mục đích anh nhé. Chứ không phải là mình về rồi mình ăn tiêu hết. Còn hai cái nhà của chú đây nghe là về sử dụng cái tiền là mua với chị kia là mua những cái vật phẩm cần thiết, mua tôn không à. Phải là về là thấy là ăn hết nghe chưa? Đó. Thôi mà mấy hộ đây nói chung họ dạ biết mà chị đi công tác. Dạ rồi con chúc cho vợ nhiều sức khỏe nha. Dạ, anh chỉ có đi mời các mạnh thường quân về hỗ trợ cho các em thôi chứ anh có rồi có cái người thôi. Rồi bây giờ mình đến nhà con bé con bé chỗ nào? Bao xa? Dẫn đến nhà luôn. Đi bộ được không? Dẫn. Giờ là mình sẽ đi bộ qua nhà của con bé bị vừa sinh ra là ba mất mẹ mất tiêu rồi. Rất là thương, bây giờ là ở với lại người chồng. Con bé là dẫn anh vào luôn. Bé mới sinh ra, bao xa nó dẫn về đây hả? Con bé nó ở đâu? Không nên con bé luôn. Nhà cha nó lên từ nhà đi bộ đó đúng không? Bao xa? Hả? Xa không? Cấm nào? Cấm kia hả? Lên xe đi. Cấm kia rồi không phải cả cây số đi đâu đi xe cũng được. Đi xe máy đi. Đi xe đây. Đi
không đến nơi được, nó còn cây số thôi. Đem đi không? Đem không? Đem không? Thôi xe anh dỗ dỗ đây luôn anh. Thôi phải quay đầu. Tại người đi lên thôi mà. Đây đây đây, tôi đi xe máy cho. Anh xe đây, anh xe đây, kiểu anh xe đây luôn đi. Tôi đang kiếm người đi xe máy đi quay clip mà. Nè, chị lên cho anh này nè. Thôi, mẹ. Ở đây với chồng tôi luôn. Đi đi. Ê, chị chạy qua xe kia trời. Ê, anh. Thì anh đó chở chở cái anh này giùm chứ anh đi bộ mẹ. Dạ. Đây đây đây, chị sao chạy. Kiều ơi, Kiều. Quay với chị nè. Em gọi trong đó đi. Quay ra nè. Quay ra tao đi xem hồ chạy trước đi. Đi ra đi.